rút để chạy xuống dưới. Rút mình lắm, chỗ nào bây giờ thì mình rút nhiều. Đấy là cái bộ như Ngọc Trinh. Này tái sử dụng được nhiều lần, không hết cái lớp sáp của nó thì nó mình mới không có sử dụng nữa. Hai mặt luôn, mặt nào cũng được. Rất là sạch sẽ. Ra cái lớp bụi dơ bám lên cây cơ, mà cái này là hạn chế sử dụng, nó vuốt nó nhiều, dùng một tuần mình chỉ sử dụng nó hai lần, vuốt 1 đến 2 lần thôi trên một tuần, nên có chơi game nào xong cũng vuốt.